trọn và dân nước chọn ngày để tôn thờ. Phục thay quốc gia, Đức Chúa chọn lập gia nghiêm. Người đưa mắt dõi theo kẻ thờ kinh, kẻ cậy trong người được Chúa để tâm. Bởi vua thắng chẳng do binh tướng hùng, chẳng do sức mà vượt thoát hồn hùng. Phục thay quốc gia, Đức Chúa chọn lập gia nghiêm. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa, bởi người luôn hồ phụ mãi chưa che. Hưng ân Chúa nguyện xin thương từ đây, tràn trên những người bền vững trông cậy. Phục thay quốc gia, Đức Chúa chọn lập gia nghiêm. Và là sự sống.